Chào tất cả anh em nha. Ngày hôm nay thì mình đang ở chỗ huyện nhà anh em ơi, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ngày hôm nay thì mình đến nhà anh Tám, anh có giao lưu nhẹ với anh em một số gốc mai nha anh em. Đầu tiên là gốc số 1. Chút xíu anh báo giá chi tiết cho anh em tham khảo luôn. Cái này đế đẹp, là nói thật với anh em là đổ nước không chảy anh em. Cái này theo mình quan sát thấy thì cái chiều cao của gốc này nó rơi khoảng tầm 3 mét nha anh em. Mình nói là anh em đến anh em đo là phải dư nha. Còn cái đường kính bộ tàn thì rơi khoảng tầm 4 mét hơn. Cái vàng tàn này, vàng tàn lên cực kỳ đẹp anh em. Cái này bông bao nhiêu cánh, bao nhiêu cánh vậy anh Tám? Năm đến bảy cánh bông thơm vàng đậm nha anh em. Đấy, vàng xương của nó đây. Cây này thì anh em đứng bên ngoài anh em nhìn vô thì cây nó cực kỳ đều bộ tàn nha anh em. Rồi mình đứng xa xa ra cho qua cho anh em bộ tàn nha. Giờ ảnh đưa lên cái chậu cao nhìn cây nó khá là đã nè. Đây. Cảnh cảnh với anh tranh cốt cành của nó. Đây anh em, trong thân thì nó ra nó mấy cái này nè. Phía trên đây cũng có cốt cành bên trong. Cây này cũng có một cái đọt đi lên nha nè. Đủ đi lên. Chi cành này nói chung cũng tương đối lực nha anh em. Mình sẽ quay một vòng cho anh em tham khảo chi cành bên trong gốc này. Cái điểm mà nó lên cũng khá là lớn nha anh em. Cành. Cái chậu này thì theo mình quan sát thấy thì nó rơi khoảng chậu này khoảng 1m6, 1m7 gì không anh? Tấm đan nặng bé nó tầm 1m4 á. Cây này là anh mới cút tàn luôn hả anh Tám? Lại lá bớt ha. Lại lá đặng anh hồi trước nó bị lúng bầu á. Dạ. Anh xây lại lại lá luôn. Dạ. Cho nó kịp mùng năm á. Dạ. Đây là bộ đế anh em. Đế kêu bằng đổ nước không chảy anh em. Đế đặc hết trơn luôn nha. Đế này còn ngon hơn là đế Photoshop nữa anh em. Photoshop nhiều khi anh em Photoshop ra thấy nó còn bị lỗi chứ cái đế này thấy quá là đều luôn. Nó còn đẹp hơn Photoshop nữa anh em. Như bút tranh mình vẽ lên. Quá trời bốn mặt giống nhau luôn, y gan luôn. Cận cận cho anh em tham khảo nha. Dòng đưa lên anh em. Quá trời luôn. Cây này thì chắc nghĩ vài năm nữa thì mấy cái chỗ này nó ra nhiều nha anh em. Đây một dòng nha. Rồi qua bên đây quay tiếp tục cho anh em tham khảo bộ đế nha. Tiếp tục quay một dòng nha. Cái này nói chung là bốn mặt như nhau anh em ơi. Cái này dưới còn đế gì nữa không anh Tám? Môi xuống còn khúc nữa anh. Dạ, đây. Khúc cành đó nè anh em. Cái này thì khích kịch hả anh em ơi. Nói chung thì anh em đến tận vườn anh em xem thì nó mới đã mắt chứ. Giờ một cái điện thoại nó cũng chưa có đã cho mấy. Quá trời luôn anh em. Cái này có khoảng nhiêu năm rồi anh Tám? Cái này ba mấy năm. Ba mấy năm hả anh? Nó mới lớn hơn tuổi em nữa ha. 30, 31 hay 39 anh? Nó khoảng 34, 35 năm gì đó. Dạ, vậy lớn tuổi hơn em rồi. Đem về là chủ vườn 34 năm. Dạ. Đây anh em. Ngồi ở dưới đây mình dòm lên cái vàng xương của nó anh em thấy là nó cực kỳ đều nha anh em. Cái này mỗi năm mỗi mình mỗi thu tàn hả anh Tám? Biển qua Tết là anh con lại. Con lại cho lực cây hả anh? Cho nó ra trẻ đều. Qua Tết con đem sơ lại cái đều rồi. Sẵn anh Tám ra đo em thử cái hoành khoảng nhiêu anh Tám? Có cây mai về trồng đã ha. Vậy luôn ha. Rồi anh đâu cứ đo sát đi, đo từ từ lên anh. Nhiêu hoành anh? 54. 54. Rồi anh đo cao lên chút xíu anh. Nè. À, đo đại lên đi anh. 49. 49. Rồi đo cao đại nữa anh. Đo cho anh em 3 4 hông số rồi anh em khỏi có bàn cái. Đo cả cao luôn đi. Sát lên cho đụng đụng cái cành này. À, đo đụng cành ha. Ừ. Rồi đo đó đi. 49 luôn anh em ơi. Rồi đo thoát thân luôn anh. Nhiêu anh?
32. 32 anh đo thử cốt cành này thử khoảng bao nhiêu anh em? Anh Tám đo thử em cốt cành nó khoảng nhiêu? Bao nhiêu anh? 16. 16 ha. Đo cành bên kia. Dạ rồi được anh. Rồi anh đo giùm em hết nguyên cái bộ đế này khoảng nhiêu anh? Này còn một khúc nữa dưới tại trọng anh đâu có mò. Ở đâu anh? Đây mà mình moi cái còn ở dưới nè rồi, ra rồi, tới đây được luôn. Được anh, nhìn về cũng tê tái hết trơn rồi. Nè lú mò mò nó ra tới ngoài đây luôn nè. Dạ. Tại trọng rồi để đất đại gì với anh đâu có mò. Nhìn về em cũng đủ phê rồi anh. Do điều kiện kinh tế có hạn nên không có mua được, chứ nếu mà em có tiền em sẽ mua góc này em chơi nó thiệt. Rồi vậy sao đổ mấy gan nữa. Dạ. 5 tấc nữa đó. Dạ, là nhiêu anh, quạnh nhiêu anh? Cái cây thước này nhiêu? 150 anh. 150 này là nó 200 đúng nè. 200 đúng anh. Ừ. Dạ. Cái này đáng để anh em đem về anh em chơi. Mình mua đi bán lại thì dưỡng thời gian nữa thì mình ra. Còn anh em nào chơi thì quá là rẻ rồi. Nói chung thì nhìn thấy là quá là kết. Còn em thì em có điều kiện, nếu em có điều kiện em sẽ mua cây này về em chơi, chứ khỏi đăng video lên luôn á. Như cây này anh em nào mà thích thiện chí muốn giao lưu gốc mai này là giá nhiêu anh? Anh bán 160 bán tại nhà. Anh cho em hỏi là mấy cái này là kêu bằng cái gì anh? Cái này mấy cái xù nó chảy vô nè. À xù hả anh? Xù dạ. Chảy vô. Tại mấy anh em nhiều khi cũng khó khăn quá, phải bắt chủ nhà nói xù mới được, chứ nhiều khi em nói anh em cự. Rồi mấy cái cổ rễ dưới này anh em. Rồi mình giao lưu với anh em là bao nhiêu anh? Anh 6, anh 8? 160. 160 triệu là giá tại vườn hả anh? Tại nhà. Rồi ok anh. Anh em, cái này chiều cao chắc tầm 3 mét hơn hả anh? Còn cái đường kính bộ tàn thì chắc nghĩ tầm 2m8 đến 3m là khỏe nè. Cái này là bông gì anh 8? Bông là cũng từ 5 đến 6, 7 cánh mà vàng đậm thơm nha. 5 cánh, 7 cánh, vàng đậm thơm hả anh? Tàn lên khá là đều nè. Cái này anh đem về lâu chưa anh Tám? Cái này ngoài vườn bấn vô nay cũng 3 năm rồi. Vườn mình ngoài ha. Ừ. Chứ không phải mua của người ta lại ha anh. Không, của vườn nhà bấn vô để ngoài xe người ta phá. Khúc cành phía bên trong nè anh em. Cây nó một cốt quy lên, cái đọt chủ nó hơi nghiêng về bên đây chút xíu, cái này mình gịch lại được bình thường anh em ơi. Nói chung cây còn nhỏ mà nó cũng dễ. Tết nó bông dữ dằn không anh? Bông dằn nghín hết trơn. Dạ. Cái này cây đây, cây này mới đem về. Đây nè. Cốt cành phía bên trong nữa nè anh. Dằn dằn sớm đâu qua cây này. Dạ. Cây này dưới còn đế nữa không anh Tám? Còn nó cộng bự anh đâu có moi, anh đâu trồng thiên nhiên sao để yên nguyên vậy đó. Anh em nào muốn coi đến moi. Dạ. Cái này nếu mà moi dưới còn nữa không anh? Còn. Nè cái đầu rễ nó ra anh thấy nè. Anh đâu có moi đâu nè, thấy chưa? Đi ra nè. Đấy như vậy nè. Là trồng sao để vậy luôn. Cây này đóng vú bò cũng tương đối nhiều nha anh em. Thân thì mớp. Anh Tám vô đo anh thử hoành đi anh Tám. Đo đại 2-3 thông số đi à, cho anh em. Bốn sáu hoành. Rồi đo cao lên đại đi anh. Được chưa? Rồi 41. Rồi anh đo thoát thân luôn anh. 66. Chi cành 1 nó khoảng nhiêu anh? Đo hoành chi cành 1 luôn. 17. 17 là anh đo lúc ngoài nha. Đo vô cái vú đó là nó rơi khoảng tầm 20 khỏe nè. Đo chiếc đe. Dạ. Được anh ơi, mình đo cho anh em đến, người ta đo lại mấy người ta mới vui anh em ơi. Nghĩa là mình đo cho thiếu đi, rồi anh em đến người ta đo dư người ta mới cảm thấy nó đã, chứ mình đo cho cố lên rồi anh em đến là anh em đo không chính xác rồi hụt hẫng anh em lắm. Tội nghiệp anh em ở xa xôi nữa. Cây này mình giao lưu với anh em giá nhiêu anh Tám? Cây này giao lưu tại chỗ 10 triệu á. Bán 10 triệu đất đu tại vườn á anh. Rồi ok anh. Rồi xin chào tạm biệt tất cả anh em nha. Chúc tất cả anh em có chuyện là vui vẻ, hạnh phúc gia đình và người thân.